Ký ức Sài Gòn với bốn khu chợ lâu đời trăm năm đã cùng người dân trải qua bao thăng trầm lịch sử như chợ Bình Tây, chợ Bến Thành, chợ Thủ Đức và chợ cũ Tôn Thất Đạm. Xung quanh những tòa nhà cao tầng sầm uất Sài Gòn, chợ cũ Tôn Thất Đạm còn gọi là chợ nhà giàu hơn trăm năm, ngày qua ngày ngắm nhìn sự chuyển mình của thành phố Sài Gòn hoa lệ. Chợ cũ nằm giữa kênh chợ Vải, nay là đường Nguyễn Huệ, và rạch cầu Sáu, nay là đường Hàm Nghi. Nơi đây ngày xưa là trung tâm vận chuyển đường thủy qua kênh rạch ở thế kỷ thứ 19. Vì thế, chợ cũ và khu vực xung quanh trở nên nơi buôn bán sầm uất của người Hoa, Việt và Ấn. Bắt đầu từ những năm 1910, vai trò vận tải đường thủy dần nhường chỗ cho hệ thống vận chuyển đường bộ và đường sắt. Các kênh rạch ở Sài Gòn bị lớn dần để trở thành lộ xá. Khi chợ mới, chợ Bến Thành ngày nay được thành lập năm 1914, gần bến xe, nhà ga xe lửa, nối với chợ lớn và các tỉnh miền Tây thì chợ cũ gần như không còn được nhắc đến. Thế nhưng, sau bao nhiêu biến động thời cuộc, đến nay chợ cũ vẫn âm thầm ngắm nhìn sự chuyển mình thay đổi của Sài Gòn. Có những gia đình từ thời xách rổ rau chạy tới chạy lui để tìm chỗ bán. Nay đời con, đời cháu của họ đã có một góc sạp đàng hoàng trong chợ. Có lẽ ở mảnh đất nhộn nhịp này, khó lòng nào tìm được một ngôi chợ khiến người ta cảm thấy ấm áp, dễ gần, cởi mở, thân tình như ở đây. Bước vào trong chợ, bạn cảm thấy như gần gũi như người nhà bởi những danh xưng cưng, chế, em gái, con, má, ngọt liệm theo chất giọng miền Nam. Người bán không níu kéo hay khó chịu, kể cả khách hàng không mua hàng. Từng câu chuyện, từng lời chia sẻ cũng được gửi gắm qua đôi ba câu chào hỏi. Qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, chợ cũ vẫn đầy sức sống. Dưới những tấm vải dù lớn, không mái tôn, không bảng hiệu, nhưng các tiểu thương vẫn quyết tâm buôn bán và xem khu chợ một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Buôn bán vỉa hè, chạy nắng, chạy mưa. Một vòng quay của cuộc sống cứ như thu nhỏ vọn vẹn trong 500 mét, tách biệt hẳn những con đường sầm uất khác gần đó. Buồn thay, sự thay đổi của thời cuộc. Và một ngày không xa, sẽ không còn ngôi chợ đậm chất quê như vậy nữa. Nhưng chắc chắn rằng, từng hồi kỷ niệm mấy mươi năm về khu chợ này vẫn còn trong ký ức những người mua bán nơi đây. Khu chợ mà họ đã từng trải qua gần nửa đời người. Hello, xin đi đồng xin chào anh chị và các bạn. Sáng hôm nay vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 10 2020, Sunny đang đứng ở con đường Hàm Nghi, ngày xưa mang tên là Rạch Cầu 6. Cái hướng này thì chúng ta về chợ Bến Thành. Nói đến Sài Gòn xưa và nay thì anh chị nhớ nhất những ngôi chợ có tuổi đời cả trăm năm. Đó là chợ Bình Tây, chợ Bến Thành, chợ Thủ Đức. Ngoài ra thì có chợ cũ Tôn Thất Đạm. Nó nằm trên một cái đoạn đường từ con đường Hàm Nghi tới Huỳnh Thúc Kháng. Và hôm nay Sunny cũng muốn cập nhật lại cái hình ảnh đời thường thôi ở chợ cũ Tôn Thất Đạm này, để gửi anh chị và các bạn cập nhật hình ảnh Sài Gòn ngày hôm nay như thế nào. Hiện tại là bầu trời đang xám xịt do ảnh hưởng cơn bão Mole số 9. Hiện tại nó đang ở cái khu vực miền Trung, cụ thể là cái vòng xoáy ngay chỗ Quảng Ngãi. Và Sunny cũng cầu xin ơn trên cái cơn bão nó sẽ tan biến anh chị, chứ bà con miền Trung thì khổ quá. Tháng vừa qua chỉ tháng 10 thôi, 4 cơn bão dập liên tục.
cuộc sống càng ngày càng khó khăn, càng vất vả anh chị. Và Sunny sẽ thực hiện các clip đi vòng chợ cũ Tôn Thất Đạm. Chợ cũ Tôn Thất Đạm ngày hôm nay thì nó vắng vẻ hơn xưa rất là nhiều. Lý do là có dịch cúm nên khách du lịch không có về Sài Gòn đi chơi du lịch anh chị. Và Sunny cũng nhân các clip này cũng gửi tới lời chúc sức khỏe tới các tiểu thương chợ Tôn Thất Đạm. Luôn luôn vững tay trèo, gặp nhiều may mắn, mạnh khỏe để vượt qua cơn đại dịch này. Và mọi chuyện hanh thông sẽ đến trong tương lai. Sunny chỉ biết những lời chúc sức khỏe tới anh chị và các bạn. Rồi chúng ta cùng nhau những hình ảnh đời thường của Sunny để cập nhật chợ cũ Tôn Thất Đạm ngày hôm nay như thế nào. Gửi anh chị và các bạn đôi khi trùng khớp những cái gì kỷ niệm của anh chị trên cái ngôi chợ này. Rồi chúng ta cùng nhau đi anh chị ha. Có cái gì thì chia sẻ thông qua những cái hình ảnh của Sunny. Đi đến đâu thì Sunny sẽ chia sẻ, biết đâu thì nói đó, không biết thì im lặng. Sunny im lặng là anh chị biết là Sunny bí rồi đó, bí lù rồi đó. Thôi chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha. Trời chuẩn bị chuyển mưa rồi nhưng mà không sao anh chị. Cứ đi, đi sẽ đến. Còn đến đâu thì chúng ta có bị mắc mưa thì chú mưa. Trước mặt anh chị đó là bánh mì Như Lan, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. Những cái buổi trưa, người ta nghỉ trưa cũng ra đây ăn uống. Hoặc là những cái dịp Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, ở đây bán bánh cũng rất là nhiều. Một thương hiệu nổi tiếng xưa nay của Sài Gòn. Sunny sẽ mời anh chị chúng ta sẽ đi dọc con đường Hàm Nghi để nhìn lại cái ngôi chợ cũ Tôn Thất Đạm. Cái từ cũ lý do là có chợ mới là chợ Bến Thành. Ngày xưa thì anh chị cũng biết sông rạch Sài Gòn rất là nhiều. Ví dụ con đường Nguyễn Huệ đó là kênh chợ Vải. Còn cái đây là rạch cầu 6 nối lại dòng sông Sài Gòn. Đây là một cái con đường Hồ Tùng Mậu và đây là cái Piteco Financial Tower, một tòa nhà rất là cao, văn phòng cho thuê. Theo những gì sau năm 1975, đây là cái khoảng nhà tòa án quận nhất. Nhưng mà bây giờ nó trở thành một cái building. Buổi tối ở đây cũng rất là vui nhộn anh chị, ăn uống mua sắm. Và con đường Hồ Tùng Mậu này có rất là nhiều cái địa điểm có thể chúng ta tối đi dạo thưởng thức một món ăn nào đó. Theo những hình ảnh tài liệu thì anh chị cũng biết dọc theo kênh chợ Vải, con đường Nguyễn Huệ thì chúng ta có một cái chợ cũ. Rất là nhiều người tiểu thương, người Hoa, người Ấn, người Cao Miên, người Việt kinh doanh rất là đông đúc, sầm uất. Nhưng mà từ sau khi dẹp cái chợ ngay chỗ chợ Vải, kênh chợ Vải, người ta về chợ Bến Thành. Thì nơi chợ Bến Thành thì ngày xưa anh chị cũng biết có cái ga xe lửa đi về miền Tây, miền Trung vân vân, rất là thuận tiện nên cái chợ này không còn. Nhưng mà một số tiểu thương thì lưu luyến cái chợ này, một cái chợ rất lâu đời, một cái chợ không có lòng chợ, nó chỉ tập trung những cái tạp hóa dọc hai bên đường trên con đường Tôn Thất Đạm. Đây là khu vực bánh Như Lan, rất là nhiều loại bánh anh chị. Ở đây thì nó có để giá luôn. Còn ngày hôm nay thì vẫn còn những cái bánh môn sen. Ở đây cái loại bánh Trung Thu thì lúc nào cũng ra lò nha anh chị ha. Chứ cái đó là không phải là bánh cũ. Con đường phía trước mặt. Tòa nhà ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương phía trước mặt. Ngày xưa là ngân hàng Thương Tín. Cái hướng này thì chúng ta ra cầu Móng anh chị.
đối với những hình ảnh mà Sunny nhớ lại con đường Hàm Nghi này có một bến xe gọi là bến xe dù để đi về Vũng Tàu. Cứ tối nào Sunny học về cũng đi ra đây rồi đi về Vũng Tàu thăm gia đình. Và nơi đây thì có những cái tuyến xe đò, xe lam, rồi hai bên buôn bán bánh bao, bánh mì rất là tấp nập. Và bây giờ người ta vẫn còn buôn bán. Cái chợ này mang tên là chợ nhà giàu, bán đồ mỹ, đồ hộp, rồi thuốc lá, bia, rượu, rất là nhiều. Đây, vẫn còn những cái nhà phân phối bán đồ hộp, rất là đông đúc. Như Lan thì có hai cơ sở. Cơ sở ở đây nữa, cơ sở kia thì có những cái quầy ăn uống, nhưng mà ở đây cơ sở chỉ sản xuất thôi gì. Có rất là nhiều bánh. Khu này thì những cái hình ảnh tư liệu ngày xưa thì xin đi nhớ, người ta bán dọc lề đường, bán thức ăn, bánh bao, bánh mì vân vân. Các chị bán trái cây, một cái chợ hình thành men theo cái đường Tôn Đức Đạt. Dạ không ạ. Trước khi vào chợ thì Sunny cũng muốn gửi anh chị bằng cách là những cái hình ảnh mà Sunny đứng bên kia đường để nhìn cái góc phố này. Đôi khi những cái góc camera này thì không thấy hết những cái nét của cái ngôi chợ này. Cái hướng này thì chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành anh chị ha. Ngã tư phía trước là con đường Pasteur đó. Con đường Pasteur thì rất là dài, một con đường xưa cũ của Sài Gòn, nối từ cầu Móng về tới khu vực chợ Tân Định. Và đây, đối với cái góc này thì anh chị sẽ thấy rõ ràng hơn về cái chợ cũ Tôn Tấn Đạm. Phía trước cái nhà mặt màu kem kem mà to đó, đó là trường kỹ thuật Cao Thắng anh chị. Trường kỹ thuật Cao Thắng bây giờ nó cũng thay đổi. Nơi đây thì bán shop, có những cái food court, rồi bán bánh kẹo, đồ hộp. Đây khu vực chợ trước. Cái hình ảnh nó hơi vắng anh chị. Đâu có khách du lịch đâu. Đây những cái nhà cũ. Nó còn những cái tên như là Đông Phát, nhà hàng Tân Xanh, cà phê Tân Xanh. Rồi chúng ta cùng nhau đi. Ta phải nhìn ngó lại cái khu vực này chứ, đâu có thể bỏ sót được với cái khung cảnh này. Sunny sẽ đi vòng vòng thôi anh chị ha. Đi đến đâu thì Sunny sẽ chia sẻ với anh chị cái đó. Trên con đường Tôn Thức Đạm này, ngoài cái chợ thì chúng ta sẽ có cái rạp hát là Nam Việt. Nhưng mà nay không còn anh chị. Một cái trường học thì Sunny cũng quên tên. Cái gì anh chị gợi ý dùm cho Sunny nha. Nhiều lúc những cái thông tin thì nhiều lúc mình không có nhớ hết được. Cứ đi men men dọc dọc. Đây bán bia, rất là nhiều loại bia. Anh chị muốn uống bia thì ra đây lựa rất là nhiều loại bia. Và hai bên thì bán trái cây, bán thức ăn vân vân. Bán hoa, những quầy bán hoa. Bán thịt, cá, trái cây. Đó, thì buổi tối hoạt động từ sáng đến buổi tối luôn anh chị. Buổi tối nó trở thành khu phố ẩm thực. Đây bán đồ hộp. Cái cảnh mua bán. Ngày xưa thì Sunny có làm công ty Nestle đó, thì có ra đây phân phối những cái hàng cà phê Milo, nét cà phê đó gì. Ra đây phân phối, đây là giống như một cái chợ sỉ luôn.
đây bán bia, bán bia, bán rượu, rất là nhiều cái loại thương hiệu mà chúng ta có thể lựa chọn, rất là nhỏ, nhiều loại bia khác nhau. Rồi mình cùng nhau đi nha anh chị ha. Bán rau cải. Để Sunny có tìm một cái chung cư nào đó, Sunny sẽ đi lên. Rồi có gì quay gửi anh chị và các bạn. Đây rau cải củ quả rất là tươi ở chợ Tôn Đức Đàm này, rất là tươi ngon. Và đối với khu vực chợ này thì người tiểu thương thì họ rất là hòa nhã, lý do là họ phục vụ khách du lịch nên họ rất là hòa nhã, không có khó chịu như những cái chợ khác. Đây là một cái trường học cũ của anh chị, bây giờ nó có tên là trường tiểu học Hòa Bình. Sunny sẽ muốn gửi anh chị nhìn lại nha, nhìn lại cái ngôi trường này với cái nhà xưa cũ rêu phong. Ước gì mà có cái chung cư nào cũ cũ thì Sunny sẽ lên trên cao và nhìn, gửi anh chị vài cái hình ảnh để anh chị nhìn ngó cái chợ này. Sunny đang quan sát đó, quan sát còn có cái chung cư nào là mình đi lên hay không. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một dãy thực phẩm hàng đầu Vissan, cung cấp thịt heo anh chị. Chợ nhà giàu nhưng mà bây giờ thì lý do là kinh tế thị trường thì tất cả các chợ đều buôn bán giống nhau, nên chính vậy cái tên nhà giàu thì nó là chỉ là quá khứ thôi. Ở đây thì có một con hẻm thì Sunny đi vào có thể mà lên trên kia được hay không, nếu mà lên được thì Sunny sẽ lên chụp một vài tấm hình gửi anh chị nha. Đây bán cá, ghẹ cá, mực, hải sản. ~96 Tôn Thất Đạm. Cái hướng này thì không biết có lên lầu được hay không. Cái nhà cũ nè, cái vách nhà cũ. Art Studio. Ở đây thì không có lên được anh chị. Thôi mình đi ra. Ôi, chó phốc mày làm tao ngạc nhiên. Cũng xin thưa anh chị mà không biết như thế nào anh chị giải thích dùm. Sunny thì không có ăn cái món gâu gâu, vitamin gâu gâu, mà đi đâu chó nó cũng sủa, ha, nhìn mặt Sunny xấu quá không biết. Hướng này nha anh chị ha. Đi cái hướng này coi các tiểu thương buôn bán ở cái góc bên trong này như thế nào. Khu vực này bắt đầu là tới cái khu vực bán quần áo. Ở đây có một cái đây thịt xào chả giò nem nướng cà ri. Đó, 35.000. Hãy nhìn rất là hấp dẫn. 35.000.
đây ngoài ra bán ổi nữa. Bán đồ hộp. À, đây là quầy thức ăn. Rồi bán đồ hộp. À, cũng xin thưa anh chị, chúng ta sẽ tới tới một cái khu mà rạp hát Nam Việt năm xưa bây giờ trở thành một cái khách sạn Nam Việt, nó có tên là Inside, khách sạn Inside đó, rạp hát ngày xưa đó. Bây giờ cái rạp hát này không còn nữa. Ở đây là cái khu vực bán thức ăn đó, con đường chúng ta đi qua. Ở đây có một không có quán cà phê nào để leo trên cao để chụp hình trên cao rồi anh chị và các bạn, tiếc quá. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Và tới khúc này thì chúng ta ra con đường Huỳnh Thúc Kháng. Con đường Huỳnh Thúc Kháng thì cũng rất là nổi tiếng nha. Trước mặt anh chị đó là có một cái chung cư. Huỳnh Thúc Kháng này thì ngày hôm nay thì buôn bán cũng rất là nhiều, nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng cái dịch cúm. Ngày xưa mà muốn mua băng đĩa nghe nhìn thì ra đây. Sunny sẽ mời anh chị đi một đoạn ngược lại cái hướng này, đi ra con đường Nguyễn Huệ, nhưng mà Sunny sẽ đi ngược lại tới cái ngôi trường Cao Thắng, đi men theo ngược chiều con đường Buster. Rất tiếc anh chị, những cái chung cư xưa cũ bây giờ người ta ở tập thể nên chính vậy cái những cái cầu thang mình lên trên cao thì không thấy anh chị, bít lối rồi, nên không biết như thế nào mà Sunny chụp cái hình trên cao gửi anh chị ha, để một lát Sunny nghiên cứu coi như thế nào. Ở đây cái khu vực nghe nhìn và buôn bán điện tử về máy chụp hình, băng đĩa, và ngoài ra thì có những cái quán bar. Bây giờ các em đi học thì không biết ngày xưa anh chị học ở trường Cao Thắng này như thế nào. Bây giờ các em đi học thì cơ sở hạ tầng trường học, đồ phòng ốc, máy lạnh đồ, nó khang trang hơn xưa cũng rất là nhiều. Đây, sinh viên Cao Thắng, đồng phục sinh viên Cao Thắng đó. Các em ăn cơm trưa. Và đây là trường Cao Thắng và cái góc Buster là gì. Cái hướng này đi ra Lê Lợi, Sunny sẽ đi ngược chiều nha. Ngược chiều coi có cái gì hay hay. Đi tham khảo có gì hay hay gọi anh chị và các bạn. Khi mà đi con đường này thì nhớ lại ông anh bà chị có về thăm Sunny, bên định cư nước ngoài về thăm Sunny, rồi anh em ngồi uống cà phê đàm đạo. Nếu mà anh có coi cái clip này thì em cũng xin gửi lời kính chúc sức khỏe anh chị và gia đình đó. Các em một sinh viên đang ăn uống. Ở trên là có một cái chung cư, không biết có cái cầu thang chung hay không. Sunny sẽ đi dọc ở trên đó. Rồi, sinh viên ra quá trời. Đây cầu thang.
Ở đây thì mình sẽ có cái lầu 1. Lên lầu. Hôm nay thì Sunny sẽ mời anh chị khám phá cái tà này. Chúng ta lên lầu. Đây là một cái ngôi nhà xưa cũ rất là hạnh phúc. Đi vào cái khu vực nhà này, ở trên đây thì người ta tận dụng, người ta làm nhà hàng, quán cà phê cũng rất là nhiều. Đây chị, chỉnh cả hình ảnh này cảm thấy rất là thú vị. Sunny cũng cảm thấy rất là thích những cái cửa sắt lá sách, những cái mặt hàng hiên như thế này. Sunny sẽ xuất phát từ đây, Sunny sẽ đi ngược lại nha anh chị ha, ngược lại để anh chị nhìn thấy cái chung cư góc này. Phía dưới thì anh chị thấy sinh viên họ tan trường buổi trưa rồi ăn uống dọc hai bên vỉa hè. Đó, cái cảnh sinh viên đó ngày hôm nay. Sao Ngộ cứ liên tiếp nhìn lại rồi chúng ta đi nha anh chị ha. Đó, con đường Hàm Nghi trước mặt anh chị. Bán nhà, cái chữ bán nhà. Số điện thoại thì anh chị cứ liên lạc thử coi, mình về mình sẽ trang trí lại, đề co lại, giữ cái nguyên cái vóc dáng đó, làm cái quán cà phê, quán ăn cũng rất là hay. Ở đây có một số cái nhà hàng P-Tiger, quán cà phê, ở đây cũng có quán cà phê nè, đó, rất là đông. Hai quán cà phê. Đây là cái cầu thang đi xuống anh chị, với những cái dòng chữ rất là ngoạc ngoạc trên tường. Đó, cầu thang mình đi xuống. Khi mà tới góc này thì chúng ta sẽ nhìn về hướng cầu Móng xa xa, phía trước mặt anh chị. Cầu Móng. Những cái tòa nhà, những cái building từ ngày xưa đến giờ. Và một con đường Hàm Nghi, một con đường không thể nào quên. Khi mà chúng ta nhắc đến Hàm Nghi thì chúng ta nhớ bến Bạch Đằng, nhớ chợ Bến Thành, nhớ Tiên Hỏa Xa Sài Gòn năm xưa, và nhớ chợ cũ Tôn Thất Đạp. Rồi, mình đi tiếp nha anh chị ha. Đây là những cái dây tín hiệu, dây cáp truyền hình. Thank you.
dưới thì có những cái anh tạp hóa đi giao hàng đó. Và đây là những anh mà có những cái xe tải để cung cấp bia tới cho các đại lý. Ở khu vực này nổi tiếng về đồ hộp anh chị, đồ hộp bia, nhiều loại bia mà Sunny chưa bao giờ thưởng thức. Hôm nào Sunny sẽ ra đây làm một vài chai bia về lách xê ướp lạnh, thưởng thức coi như thế nào. Một lần nữa thì em cũng gửi lời thăm hỏi anh. Tự nhiên đi lên cái con đường này tự nhiên nhớ, chỉ gặp một lần thôi nhớ mãi mãi. Và Sunny cũng rất là nhớ anh chị, những người mà đã đăng ký kênh ủng hộ Sunny. Rồi ngân hàng Thương Tín tới đây thì trở thành một cái ngõ cụt rồi. Sunny sẽ đi xuống cái cầu thang, một góc hẹp, góc quanh nào đó để đi xuống con đường Hàm Nghi nha anh chị ha. Khi mà đi như những ngôi nhà này, Sunny cảm thấy rất là vui. Trên đó nó có quán cà phê đó anh chị. Hôm nào thì anh chị đi ra Hàm Nghi thì ghé ở trên đó bán cà phê, và mình có thể chụp ảnh buổi tối. Rồi, đây là cạnh phía dưới. Sunny sẽ, thay vì Sunny sẽ đi khu vực này, ở trên cái lề đường này, nhưng mà Sunny cũng muốn qua đường để anh chị nhìn ngó cái dãy phố này như thế nào, rồi nhìn lại cái chợ cũ Tân Phước Đạp. Rồi sau Sunny sẽ kết thúc cái clip này ở đây, cũng là gần 30 phút rồi. Sunny đợi đèn xanh đèn đỏ và Sunny sẽ qua đường nhé. Ngày hôm nay thì xe bus rất là nhiều anh chị. Ngay chỗ cái bồn bên Quách Thị Trang đối diện với lại chợ Bến Thành năm xưa đó, thì nó có một cái bến xe. Nhưng mà bây giờ có một cái trạm xe bus rất lớn, có rất là nhiều cái tuyến đi những cái quận huyện của Sài Gòn hoặc là những cái tỉnh lân cận. Và chúng ta nhìn lại những cái căn nhà xưa cũ ở góc con đường Hàm Nghi mà hồi nãy Sunny đi qua. Khi mà đi bộ như thế này thì cảm thấy nó rất có hồn. Cảnh vật trôi qua một cách rất là nhẹ nhàng, không hối hả, cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua. Rất là êm đềm. Và Sunny cũng muốn gửi gắm qua video clip này những êm đềm, những nhẹ nhàng, những hạnh phúc nhất sẽ đến với anh chị. Mong rằng anh chị luôn lúc nào cũng sức khỏe, có sức khỏe là trên hết. Và cũng là những cái may mắn trong cuộc sống nữa, gia đình luôn hạnh phúc và an vui. Đây là cái trạm xe bus. Bây giờ có máy bán hàng tự động nè, bây giờ mình bỏ mệnh giá tiền nào vào thì thế là mình được một chai nước dùng thử chỉ, Pepsi dùng thử chỉ 5.000 đó, bỏ vào cái khe, thế là mình sẽ, nó sẽ rớt, nó rớt xuống dưới đây nè, rồi mình lấy thôi, bỏ vào cái khe. Rất là đơn giản. Ví dụ anh chị thấy một cái số 5.000 thì ok anh chị, với cái mã nào anh chị bấm vào, bỏ tiền vào đây đó thì nó sẽ ra thôi. Đây là cái trạm xe bus, mọi người đợi xe bus.
Rồi, tới cái giao lộ giữa con đường Tôn Thất Đạt và Hàm Nghi thì Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này gửi anh chị và các bạn. Hy vọng rằng đây là một số cái hình ảnh về Sài Gòn để gửi anh chị cập nhật trong ngày hôm nay. Một ngôi chợ không có lòng chợ mà nó có lịch sử cả trăm năm của Sài Gòn, một cái ngôi chợ Tôn Thất Đạm, một ngôi chợ đồ họp còn gọi là chợ nhà giao xưa nay của Sài Gòn. Thân ái mến chào anh chị và các bạn, hẹn gặp lại trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Đồng. Bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại.